Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu có một dòng xe touring, dòng mẫu xe City Bike đến từ thương hiệu của Gian, XKSL1, XKSL2. Còn đây một mẫu xe lâu rồi mới về tại cửa em. Được trang bị bộ chuyển động của Shimano và phanh đĩa dầu thể lực. Đây cũng là một mẫu xe touring giá rất tốt tại cửa em các bác nhé. Chỉ trên 7 triệu một chút thôi, các bác thể sở hữu chiếc xe này. Bây giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe Gian XKSL2. Trước đây em cũng về rất là nhiều rồi, và lâu lắm em mới về lại một chiếc. Hình thức em đánh giá chiếc xe còn rất là đẹp không nhé. Phần lớp và hình thức, một vài vết xước răm nhỏ trên khung xe đây, không đáng kể về đến chất lượng của xe. Hình thức như màu sơn, các bạn thì nhìn thấy rất sáng và bóng này. Xe rất phù hợp các bác mà muốn tìm kiếm những chiếc xe có bộ phanh đĩa dầu thể lực cao cấp. Đây một chiếc xe rất là phù hợp mà giá rất là tốt luôn nhé. Cọc yên và yên nguyên bản của hãng Gian, nguyên zin theo xe, yên còn rất là mới nhé. Nói về Gian thì luôn nói về công nghệ làm khung Alu XL Superline siêu nhẹ. Alu X là một công nghệ làm nhôm độc quyền của hãng Gian. Cho hãng Gian luôn nổi tiếng về bộ khung này, siêu nhẹ và bền. Gian luôn nổi tiếng về những bộ khung an toàn và chất lượng nhất thế giới. Khung nhôm càng nhôm, càng nhôm ấy nhé. Bộ vành của SR2 của hãng Gian. Đây Gian đấy các bác nhé. Vẫn là vành 700 thôi. Vẫn là vành 700 và thông số lốp là 28C. Cỡ lốp cơ bản của dòng xe touring, giúp các bác đi nhanh và lướt hơn. To hơn dòng xe đua, to hơn dòng xe đua một chút, giúp các bác đi bám đường. Bộ lip của Shimano 2468, 8 tầng lip. Và củ đề của Toilette X, Shimano Toilette X các bác nhé. Phía đằng sau là bộ phanh đĩa dầu thể lực. Xe tông màu đỏ rất là đẹp. Phía bên trên đây Ford và ghi đông. Nguyên zin của hãng luôn, nguyên zin hãng Gian. Và bộ tay bấm xả của Shimano 8 tốc độ. Và 3 tốc độ bên đĩa cho xe 24 tốc độ các bác nhé. Phanh đĩa dầu thủy lực của Techo. Đây, phanh trước của xe đây. Và càng có một số mã vạch thôi chứ. Mã vạch chính hãng của chiếc xe này, càng của Gian XKS nguyên zin theo xe. Phanh trước. Trên khung ghi, khung xe có ghi size S thôi nhé, size S. Số 2 là Gian XKSL2 size S. Bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Xe có chiều cao size đứng là 46, 46, 47 và ngang là 53. 1m6 đến 1m7 đi với chiếc xe này các bác nhé, size S của hãng Gian với 8 tầng lip của Shimano lên lip. Vâng, chuyển động rất tốt, xuống lít. Phía bên tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng. Gạt đĩa của tôi đây TX. Xuống đĩa. Lên đĩa.
chuyển động quá mượt mà, trơn tru các bác nhé. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Giang dòng Touring. Vâng, và mọi người đánh giá chiếc xe Giang XKSL2, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Giang dòng xe Touring, khung nhôm siêu nhẹ Superline. Và chiếc xe được trang bị bộ chuyển động của Shimano và bộ thanh đĩa dầu thủy lực, được bán tại cửa hàng mức giá là 7,2 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn tôi nhắn tin Zalo 0975709913 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube hay kênh Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại của em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi chiếc xe.